Hey, xin chào anh em, lại là mình đây. Mình là Minh Khang đến từ con số 8. Thì ngày hôm nay mình sẽ gửi đến cho anh em một video mà chỉ tập trung vào duy nhất một cái đồng coin thôi. Đó chính là XRP Ripple ha anh em. Thì tại vì á, mình cảm thấy như là cộng đồng của Ripple hiện tại ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới thì rất là đông. Và cái độ hot của cái đồng coin này nó không bao giờ mà nó có một cái dấu hiệu hạ nhiệt độ cả trong bất kỳ một cái giai đoạn nào. Bất chấp những cái tình hình gần đây diễn biến trong vòng một năm qua khi mà XRP đó đã gặp một cái sự kiện gọi là một cái vụ kiện nó rất là dài hơi đối với SEC. Và đây cũng là một cái nguyên do để mình làm một cái video tổng quan này, một cái chặng đường dài đối với XRP trong vòng một năm qua như thế nào, cũng như là nó có những cái tác động gì đến với xu hướng hiện tại của XRP hay không. Thì tại vì là đối với cái đồng coin này á, theo cái quan điểm cá nhân của mình thì mình cảm thấy như là đây là một cái đồng coin dường như là nó rất là đặc biệt trong thị trường này, và có thể đến 1-2 năm sau, cũng như là với cái sự phát triển không ngừng của tiền mã hóa, thì sau này á, cái trường hợp của XRP thì nó sẽ không có kém gì những cái trường hợp khác, và thậm chí chúng ta có thể nói là nó rất là đặc biệt luôn, nó rất là đặc biệt trong cái thị trường này. Nên là mình quyết định làm cái video này để có thể gửi đến cho anh em những cái tổng quan nhất trong một cái sự kiện dài hơi như thế này nha. Ok, vậy thì mình sẽ không dài dòng nữa và mình sẽ bắt đầu trực tiếp vào cái nội dung của cái video ngày hôm nay luôn. Thì như anh em cũng đã biết á, thì trong vòng một năm qua thì XRP nó đã gặp một số những cái vấn đề đối với những cái sự kiện pháp lý xảy ra xung quanh cái đồng coin này. Vậy thì hôm nay mình sẽ tổng hợp lại cho anh em luôn ha. Ở đây mình có lập nên một những cái dòng sự kiện để cho anh em dễ theo dõi, và mình sẽ giải thích cũng như mình sẽ phân tích một số cái điểm, những cái mốc thời gian quan trọng của đồng XRP này. Thì vào năm 2013 đó anh em, thì bên phía của XRP đó đã có một cái anh gọi là anh này gọi như là một trong những người đồng sáng lập của Ripple đó, thì anh Chad Markelev này á, thì anh đã rời khỏi Ripple. Thì đây là vào năm 2013 ha. Thì cái sự kiện này nó có những cái yếu tố quan trọng gì? Thì sau khi mà anh rời đi đó, thì bên phía Ripple cũng như anh đã có một cái thỏa thuận á, là Ripple họ sẽ bồi thường 9 tỷ nha anh em, 9 tỷ XRP cho anh Chad Markelev này, để mà như một cái khoản bồi thường cho anh khi mà anh rời khỏi đi, cũng như là những cái đóng góp của anh đối với nền tảng anh em. Thì nhưng mà 9 tỷ XRP này á, bên phía Ripple họ sẽ không có thể nào mà họ trả một lần, mà họ sẽ trả chia nhỏ từng phần như vậy ha. Và đến năm 2014 á, thì bên phía anh Chad Markelev này á, ảnh đã ký một cái hợp đồng thỏa thuận đối với Ripple về những cái phương thức để có thể mà kiểm soát nguồn cung của Ripple, để tránh cái trường hợp là khi mà Ripple bồi thường cho ảnh chia nhỏ từng phần như vậy thì ảnh sẽ xả ra thị trường rất là mạnh, và điều đó ảnh hưởng đến việc gọi là giá của Ripple sẽ bị dao động ha anh em. Thì là năm 2014 này á, thì về phía anh Chad này á, đối với Ripple thì họ có kiếm một cái thỏa thuận như thế này, nhưng mà rất nhanh ngay sau đó thôi thì bên phía Ripple Lab á, họ đã kiện ngược lại anh này. Họ nói rằng là anh này đã vi phạm những cái thỏa thuận trước đây, tức là anh này đã vi phạm vào những cái thỏa thuận mà họ đã ký vào năm 2014 này nè. Đó thì nó xảy ra một cái tranh chấp, nhưng mà rất nhanh thôi anh em, rất nhanh chỉ 1-2 năm sau đó thôi thì cái thỏa thuận mới của anh Chad Markelev này đối với Ripple lại đưa ra một cái phương án mới, tức là qua cái sự việc mà Ripple sẽ bồi thường cho anh và chia nhỏ từng phần này á, thì có thể cho phép anh Chad Markelev này có thể mà có thể bán một cái lượng token mà anh nắm giữ mà không có giới hạn ha anh em, tức là anh có thể xả bao nhiêu cũng được, không có giới hạn về tổng giá trị tiền pháp định. Nhưng mà với một cái điều kiện á, là trong 4 năm thỏa thuận á, thì anh này anh phải xả nhưng mà chỉ được với khoảng là 1,5% khối lượng giao dịch trên toàn cầu một ngày mà thôi, tức là trên một ngày á, so với tổng khối lượng giao dịch của Ripple á, thì anh này chỉ được phép xả có khoảng là 1,5% khối lượng giao dịch trên tổng ha anh em. Đó thì cái điều này á, nó dẫn đến một cái câu chuyện rằng là từ năm 2016 tới bây giờ á, thì cứ mỗi lần mà bên phía Ripple họ bồi thường, họ chia nhỏ từng phần, họ để họ trả cho anh này á, thì cái con số của anh thì đều có một cái lượng xả rất là mạnh ha. Thì anh em thấy rằng là ở đây mình có những cái biểu đồ như sau. Những cái biểu đồ là đây nè, anh em thấy là cái số lượng XRP đó được anh Chad Markelev này anh bán ra, được thống kê từ năm 2016 đến quý 1 năm 2020 ha. Thì anh em có thể thấy là những cái con số này nó dao động, nó đi từ những cái mức thấp nhất đến mức cao nhất đó, và nó liên tục trải dài từ năm 2016 đến hiện tại ha. Cùng với đó là chúng ta có một cái biểu đồ khác, tức là một cái biểu đồ về cái sự tốc độ xả của anh, tốc độ xả XRP của anh ra thị trường ha.
Thì vào năm 2016 á, thì đến đến thời điểm hiện tại là năm 2020, năm 2020 đó anh em, thì cái tốc độ xả của anh là nó ngày càng một tăng lên mà thôi, chứ nó không có cái chiều hướng gọi là đi ngang hoặc là giảm, chứng tỏ rằng là cứ mỗi lần mà Ripple chi tiền bồi thường cho anh bằng cái số lượng XRP á, thì anh lại xả ra thị trường những cái đợt nó rất là mạnh và nó ngày càng nó đi lên đó. Thì đây cũng là một cái yếu tố quan trọng để mà chúng ta có thể để ý đến một cái điểm đặc trưng của XRP ha, tức là không phải là các nhà đầu tư nhỏ lẻ giao dịch với nhau bán ra xả ra cái cá mập xả ra, nhưng mà ở ở ngay đây chúng ta đã có một cái vị cá mập rất là lớn, đó chính là anh Chad Michaelab này. Thì hiện tại thì anh này ảnh này ngay sau khi ảnh rời khỏi Ripple đó thì ảnh đã đi qua và thành lập một cái đối trọng khác đối với Ripple, đó chính là Stellar Foundation anh em, là cái đồng XLM bây giờ đó, đồng Stellar đó đó, thì anh là đồng sáng lập ở bên đó luôn. Thì chúng ta hãy hãy tiếp đến là vào tháng 12 năm 2020 đi. Thì đó, thì đến mãi tháng 12 năm 2020 thì chúng ta có một cái sự kiện nó rất là đình đám và nó rất là quan trọng, nó ảnh hưởng tới XRP, đặc biệt là trong năm nay, đó chính là Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ đó anh em, tức là SEC đó, họ đã chính thức khởi kiện Ripple vì đã mở bán trái phép 1,3 tỷ USD chứng khoán ha. Tức là SEC họ, tức là cái sự kiện này nó không phải đến tháng 12 năm 2020 đâu, mà đây chỉ là cái cột mốc chính thức để mà SEC họ tuyên bố với toàn thế giới rằng là chúng tôi sẽ kiện Ripple mà thôi. Nhưng mà cái sự việc này nó đã xảy ra vào từ năm 2010 và 2014 rồi, là khi đó là SEC họ đã để ý đến cái ông Ripple này rồi. Và đến năm 2018 đó, đến năm 2018 thì ông cũng đã nhen nhóm một cái số ý định là muốn chơi thẳng tay với Ripple, nhưng mà nó kéo dài tới năm 2020, khi mà vào cái thời điểm năm 2018-2019 anh em, rất nhiều nhà giao dịch trên toàn thế giới nổi tiếng, chẳng hạn như là Peter Brand hoặc là một số nhà giao dịch khác, thì họ cũng cho rằng là Ripple là một cái đối trọng mà cũng phải đưa vào cái tầm ngắm pháp lý, vì họ đều cho rằng là Ripple là chứng khoán cả. Thì đến năm 20 thì đến tháng 12 chính thức, vào tháng 12 năm 2020 á, thì sẽ chính thức khởi kiện này, và họ nói rằng là cái số tiền mà CEO của Ripple là ông Galinson đó, với lại ông Chris Larson đó, thì ổng thì hai ông này ổng đã mở bán một cái loại chứng khoán trá hình trái phép ha. Và đó, và cụ thể đó chính là đồng đồng XRP này, để họ bán cho các nhà đầu tư, để từ đó mà họ lấy chi phí để mà họ trả tiền lương, thanh toán hoặc là những cái token không biết như là về việc marketing khác chẳng hạn đó. Thì SEC họ không đồng ý với cái vấn đề này và họ đã chính thức khởi kiện XRP vào cái thời điểm này. Thì ngay khi mà SEC họ khởi kiện vào cái thời điểm đó, thì chỉ một tháng sau thôi thì hàng loạt tất cả những sàn giao dịch và những nền tảng tiền mã hóa nổi tiếng đã hoàn toàn delist XRP ra khỏi cái nền tảng của họ anh em. Ở đây mình có liệt kê một số cái nền tảng nổi tiếng như là anh em thấy như là Coinbase Pro nè, OKCoin nè, 21 Share nè, thậm chí là Binance US nữa, và nó có hàng loạt những cái sàn giao dịch và những cái nền tảng giao dịch mã hóa ở đằng phía sau nữa, nó tính 26 cái lận. Và cái con số 26 này á, đây kể từ thời điểm tháng 1 ha anh em, nhưng mà đến thời điểm hiện tại á thì nó đã rất là nhiều rồi. Nó bao gồm những cái sàn giao dịch nhỏ lẻ, nhỏ cũng như là sàn giao dịch vừa phải, thì họ cũng đã không có chấp nhận XRP, nhưng tại vì cái con số nó quá là nhiều nên mình chỉ có thể liệt kê cho đây một số cái gương mặt nổi tiếng ha. Ở đây cũng có thể có đến là eToro này chẳng hạn, một số cái rất là nổi tiếng. Thì vào cái thời điểm tháng 1 này, ngay khi mà gặp cái sự kiện này thì Ripple đã phải gánh chịu một cái tổn thất rất là nặng nè, khi mà rất là nhiều sàn giao dịch ở đây họ delist Ripple luôn, họ không cho các nhà giao dịch có thể giao dịch Ripple trên nền tảng của họ nữa. Và cùng với đó là một cái con số mở khóa rất là lớn, số lượng XRP cho anh Chad Michaelab này cũng vào tháng 1 luôn ha anh em. Thì họ đã mở khóa gần 1 tỷ XRP, tức là con số chính xác là 900 triệu XRP cho anh này. Thì trong vòng mà một tháng đó thì chắc chắn là cái dấu hiệu xả cái tháng 1 này thì anh ấy cũng đã xả một cái lượng lớn rồi. Nhưng mà đến tháng 1 á, khi mà những cái biểu đồ hồi nãy mình cho anh em xem á, thì nó đã tính tới thời điểm hiện tại thì anh ấy đã kiếm được 175 triệu USD từ việc bán XRP của mình ha. Nhưng mà hiện tại á, một con số rất là khủng khiếp khác mà chúng ta vẫn có thể cân nhắc và xem xét chính là con số là anh ấy vẫn còn 8 tỷ XRP lận anh em, 8 tỷ XRP để có thể xả dần ra thị trường vào thời điểm hiện tại và trong tương lai nữa. Đó thì đây quả là một cái con số rất là lớn ha. Thì vào cái thị trường tháng 1 này thì chúng ta lại bắt gặp một cái trường hợp nữa, đó chính là cái quỹ, một trong những cá mập, một trong những nhà đầu tư lớn, cái quỹ lớn của thế giới, đó chính là Rayscale ha. Thì Rayscale là hoàn toàn, và trong cái tháng 1 này thì cũng đi theo gót của 26 cái nền tảng này, thì cái gã mà
cái gã đầu tư khổng lồ này, thì ông cũng đã cắt đứt mọi mối quan hệ với XRP. Tức là trước đây á, thì Rayscale họ có một cái quỹ dành riêng cho các nhà đầu tư vào để đầu tư vào cái đồng XRP này. Nhưng mà ngay sau khi gặp một cái tin này một cái thì Rayscale lập tức cắt bỏ luôn, không có dính líu gì đến cái đồng này nữa. Và hiện tại á, nhiều anh em thắc mắc là cái vị trí của XRP đã được thay thế bằng gì, thì mình cũng xin trả lời rằng là cái vị trí của XRP á đã được thay thế bằng Chainlink ha anh em, là Link á. Đó thì đến mãi tháng 2 năm 2021, tức là kể từ khoảng là 2 tháng ngay sau khi SEC chính thức khởi kiện Ripple á, thì bên phía Ripple á, họ cũng đã chính thức phản hồi lại cái vụ việc này. Tức là họ đưa ra những cái tuyên bố, những cái lập luận về nền tảng của mình để họ phản hồi lại, họ đưa ra những cái lời đáp trả lại cái sự kiện này. Thì cũng vào tầm lúc tháng 1 thì anh Jeff McCullough thì anh tiếp tục xả XRP. Đó, cứ xả hoài như vậy thôi. Đó thì đến tầm khoảng tháng 3 đó. Tháng 3, tức là một tháng sau khi mà cái sự kiện tháng 2 này XRP họ lên tiếng phản đối á, thì anh em cũng có thể thấy là cái vào cái thời lúc mà tháng 2 đó anh em, đây tháng 2 anh em thấy ngay khi cái sự kiện mà XRP họ lên tiếng, họ bác bỏ cái việc mà kiện tụng này của SEC á, thì anh em thấy là vào cái thời điểm ngay trong tháng 2 luôn, tức là đầu ngày luôn nè, đó gần cuối cái khoảng này, cuối tháng 1 đầu tháng 2 nè, thì XRP đã làm một cái cú dội rất là mạnh, từ khoảng là 0.27 đô lên mức cao là 0.51 đô, gần như là x2 trong ngày luôn đó anh em, kinh khủng. Nhưng mà sau đó thì cái vụ việc này nó vẫn cứ kéo dài, thì anh em thấy giá ngay lập tức đã bị tụt về cái thời điểm bắt đầu luôn, và nó cứ đi dập dìu như vậy trong suốt một tháng, trong suốt cỡ khoảng là mấy tháng sau đó. Thì chúng ta cùng quay lại những cái chuyển động tiếp theo vào cái thời điểm đó đi. Thì đến tháng 3 đó thì các nhà đầu tư của XRP đó thì họ mới lên tiếng rằng là SEC nên có thể là xem xét và cân nhắc cái trường hợp này của Ripple được hay không, và cũng có thể là điều tra kỹ hơn để có thể đưa ra những cái quyết định nó mang tính gọi là nó mang tính nhẹ hơn đó anh em. Nhưng mà ngay lập tức khi mà cộng đồng Ripple họ lên tiếng như vậy đó, thì SEC đã bác bỏ ngay. SEC nói là không, chúng tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, cái sự kiện này là chúng tôi cũng đã tìm hiểu rồi, và chúng tôi sẽ không chấp thuận bất kỳ những cái sửa đổi nào đối với cái vụ kiện tụng này cả. Thì ngay khi như vậy thì chúng ta đã bắt gặp một cái làn sóng tiếp theo đó anh em, tức là đã có hơn 6.000 anh em, hơn 6.000 holder của cái đồng XRP này đó, thì họ lại tình nguyện làm chứng, làm cái bên đại diện thứ ba trong cái sự việc của SEC. Tại vì họ nói rằng á là cái sự việc mà SEC á xem XRP là chứng khoán thì nó đã ảnh hưởng rất nhiều đối với cái cộng đồng đầu tư của XRP, khi mà giá của XRP phản ứng với cái sự kiện này nó lại giảm mạnh như thế này, và chúng tôi cũng là những nhà đầu tư, chúng tôi cũng phải có quyền lợi chứ chúng tôi không phải là những cái này chứ chúng tôi không phải là nạn nhân, chúng tôi không phải là bla 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 đó. Thì cái sự việc này đã có hơn 6.000 holder XRP họ tình nguyện để họ đâm đơn lên để họ chống đối với SEC anh em. Thì ngay khi cái sự kiện này xảy ra đó, thì anh em đã thấy được là cái sức mạnh của cộng đồng XRP. Tại sao mình nói rằng là XRP á, cái cộng đồng của họ là một cái cộng đồng rất là vững mạnh ở Việt Nam cũng như là trên toàn thế giới đối với cái đồng coin này ha. Thì anh em thấy ngay lập tức vào tháng 4 á, thì XRP đã bay một cách rất là kinh khủng luôn. Đây, anh em thấy vào tháng 4 đó, cái tháng dường như là cái tháng hoàng kim nhất của XRP trong năm nay đó, thì đã bay một cách rất là kinh khủng và đạt tới đỉnh khoảng là gần 2 đô ha. Cái đỉnh gần 2 đô này á là một cái đỉnh mà trong vòng 3 năm kể từ khi XRP đạt cái đỉnh là 3 đô đó, thì đến thời điểm là tháng 4 năm 2021 và năm nay đó anh em, thì XRP mới có thể quay trở lại cái mức đỉnh là gần 2 đô thế này, và chỉ còn cách mức đỉnh 3 đô tầm khoảng 1 đô giá mà thôi. Đó, thì anh em thấy cái sức mạnh của cộng đồng là nó như thế nào rồi đúng không? Đó là vào cái tháng 4 là XRP tăng rất là mạnh, tăng bất chấp luôn. Và thậm chí là gọi là đây là một cái điểm nhấn trong tháng 4, là thậm chí là lúc đó anh em có còn nhớ rằng là chúng ta có BNB nè. Đó, chúng ta có Polkadot nè. Đó, thì tháng 4 này XRP dường như là lấy lại tất cả các hậu quan về mình luôn, và thậm chí còn đe dọa đến cái vị trí của BNB cũng như là Ethereum nữa. Thì vào cái thời điểm đó thì bất chấp cái diễn biến của cái vụ việc sự kiện là SEC vẫn cố chấp, SEC vẫn liên tục làm khó cho mình đó, thì XRP lại đưa ra một cái tin tức nó rất là tham vọng, và mình cảm thấy rằng là đây là một cái tin tức rất là táo bạo đối với nền tảng ha.
tức là bên phía Ripple á, thì họ nói rằng là họ cũng đang chuẩn bị nuôi tham vọng để lên sàn chứng khoán. Ồ, đây thực sự là một cái tham vọng rất là lớn và táo bạo khi mà một cái nền tảng đang đứng giữa tâm bão của sự kiện anh em. Thì cái tin tức này á, nó đã ảnh hưởng một cách nó đã ảnh hưởng rất là lớn đối với cộng đồng XRP. Thì cái việc nó ảnh hưởng như thế nào thì anh em có thể thấy rằng là vào cái thời điểm này đó, thì bất chấp những cái sự kiện, những cái kiện tụng gì thì XRP nó vẫn cứ bay mà thôi. Tại vì cộng đồng quá là mạnh mà, cộng với những cái tin tức như thế này thì cộng đồng họ lại có càng cái niềm tin hơn nữa. Và dần dần á, cái sự sợ hãi của họ, tức là cái sự sợ hãi khi mà xét kiện rồi XRP giảm giá hoặc là XRP có thể bị thua cuộc hay sao đó, nó dần dần cái sự sợ hãi đó nó dần dần nó chuyển sang một cái sự gọi là một cái sự tích cực, thậm chí là tự tin luôn, tự tin là ok, XRP sẽ hoàn toàn thắng kiện và điều đó sẽ thúc đẩy XRP có thể tăng giá và có thể bùng nổ hơn trong tương lai ha anh em. Đó, thì dần dần cái cảm xúc của các nhà đầu tư nó chuyển sang như vậy. Thì cái điều này nó đã thể hiện rõ được trong tháng 5 ha. Thì trong tháng 5 á, thì anh Jeff McCullough này anh vẫn xả ra XRP mà thôi. Thì anh xả có khoảng là 310 triệu USD XRP trong tháng 5 này ha. Nhưng mà do cái sức mạnh của cộng đồng và các nhà đầu tư cũng như là cái sự nó quá là gan lì và nó quá là gai góc của XRP trong cái sự kiện này đi, trong cái cuộc chiến này đi. Vì thế là cái doanh số bán của XRP á đã tăng khoảng 97% ha anh em. Đó, thì ở đây mình có một cái số liệu để cho anh em có thể dễ dàng theo dõi ha. Tức là ở đây nó có một cái bức tranh, gọi là một bức tranh so sánh giữa quý 4 năm 2020 và quý 1 năm 2021 nha anh em. Tức là chúng ta có cái doanh số bán hàng của XRP vào quý 1 đó năm 2021 đó nó đạt cỡ khoảng là nó tăng đây 150,34 triệu ha. Và tính về cái mảng sale net nha anh em, tức là cái ròng á, cái doanh số ròng bán hàng của họ thì dường như họ tăng gấp đôi. Đó, cùng với đó là những cái con số về khối lượng giao dịch XRP ở trên thị trường như thế nào, thì cái điều này á, và nó cũng tăng rất là mạnh ha. Và điều này nó chứng tỏ là cái mức độ thanh khoản của XRP trên thị trường á, và vào cái thời điểm này, cụ thể là vào quý 1 năm 2021, thì nó đã có những cái chuyển biến rất là tích cực so với trước đây. Đó. Thì vào cái tháng 5 này thì sao? Thì thừa thắng xông lên mà anh em, thì thừa thắng xông lên, XRP chuyển sang thẳng đập mạnh vào NFT. Đó. Trước đây chúng ta chưa có một cái khái niệm hình dung là XRP hoặc là Ripple họ sẽ bước chân vào NFT đúng không? Nhưng mà vào tháng 5 năm 2021 đó, bất chấp cái sự kiện mà SEC gây khó cho mình như vậy, thì với cái tâm thái gọi là đang bùng nổ và phát triển mà anh em, thì XRP sang hẳn luôn NFT. Đó, và cụ thể là cái X-Ledger của XRP ha anh em. Thì nếu mà anh em có muốn tìm hiểu về XRP họ đã hoạt động với NFT như thế nào thì anh em có thể lên tin tức của K68 để mà mình tìm hiểu về cái vấn đề này ha. Thì ở đây mình chỉ, tại vì những cái thông tin nó quá là nhiều đi, nên mình chỉ gửi đến cho anh em những cái gì đó nó tổng quan nhất mà thôi. Thì không chỉ đánh mạnh vào mảng NFT đâu, thì XRP á, họ lại càng đánh mạnh hơn vào cái điểm mạnh của mình, tức là họ nâng cấp cái điểm mạnh của mình lên. Thì anh em có thể biết rằng là Ripple trước đây á, họ rất là mạnh về cái mảng thanh toán và dường như họ độc tôn về cái mảng này. Thì họ đã mở rộng thanh toán xuyên biên giới ha. Thanh toán xuyên biên giới thì ở đây á, nó có ba cái phạm vi lãnh thổ mà mình cảm thấy rằng là nổi bật nhất trong cái giai đoạn này, chứ là tính là họ mở rộng sang cả Trung Đông và Bắc Phi ha. Ở khúc này anh em có thể biết là đó là ở khúc Ai Cập rồi đó, Nhật Bản và Philippines ở châu Á và Đông Nam Á, và cũng như là Hàn Quốc và Thái Lan. Thì họ mở rộng cái vấn đề thanh toán xuyên biên giới như vậy thì càng chứng tỏ là cái mức độ bành trướng cũng như là họ thể hiện cái vị thế, cái sự độc tôn của mình ở trên thị trường ha, về riêng cái mảng thanh toán xuyên biên giới này. Thì vào tháng 6 đó anh em, đây để mình kéo qua đây, thì vào tháng 6 á, thì những cái sự kiện mà xung quanh Ripple với lại SEC á, thì nó đã bắt đầu nó bùng nổ rồi đó. Thì nếu ở trên chúng ta có thể thấy là ngay khi vào tháng 12 năm 2020 nè, khi mà SEC chính thức khởi kiện á, thì chúng ta chưa có những cái sự đáp trả rõ ràng. Chúng ta mới có một cái sự đáp trả về mặt phản ứng giá của Ripple ra sao, về mặt cộng đồng họ đã như thế nào, và về mặt phía nền tảng họ đã phát triển những cái chiến lược ra sao trong cái tâm bão này. Thì vào tháng 6 năm 2021 đó anh em, thì chúng ta đã có những cái màn đấu trực tiếp giữa SEC và Ripple, và cái sự diễn biến nó ra sao thì mình sẽ nêu rõ cho anh em sau đây. Tức là đó, vào tháng 6 năm 2021 đó, thì SEC họ nói rằng là
tôi muốn truy cập vào những cái vấn đề, những cái tài liệu, những cái lời khuyên pháp lý của Ripple trước đây. Tại vì anh em biết á, rằng là tại sao SEC lại muốn điều đó, SEC muốn truy cập vào những tài liệu pháp lý này. Tại vì là SEC nghi ngờ rằng là những cái tài liệu pháp lý của Ripple đã nêu rõ rằng là Ripple có thể biết trước XRP là chứng khoán rồi, nhưng mà tại sao vẫn mở bán 1,3 tỷ USD như vậy? Đó, thì SEC nghi ngờ rằng là ông biết trước rồi mà ông vẫn làm. Vì thế tôi muốn truy cập vào những cái tài liệu pháp lý của ông để mà tôi moi ra, để mà tôi làm rõ vấn đề này á. Nhưng mà rất là tiếc đối với SEC là tòa án lại từ chối cái quyền truy cập này của SEC đối với tài liệu pháp lý của Ripple ha. Thì á, trước cái sự kiện này á, thì Ripple cũng đáp trả lại ngay trong tháng đó bằng cách là Ripple yêu cầu á, là cho Ripple có thể truy cập vào tài liệu của 14 sàn giao dịch khác nhau. Và 14 sàn giao dịch này thì cái con số, thì những cái tên thì nó cũng rất là nổi tiếng anh em, nhưng mà tại vì nó quá là dài đi nên mình không thể liệt kê, thì mình cũng có thể kể đến cho anh em như là những cái sàn như là Hubit nè, đó, Bitthumb nè, rồi sàn Bitfinex nè, đó. Thì nó nói chung qua là nó 14 sàn giao dịch như vậy. Đó, thì Ripple nói rằng là vì cái tài liệu 14 sàn giao dịch như vậy nó nêu rõ rằng là Ripple đã có động thái là bán XRP và giao dịch trên những sàn giao dịch nằm ngoài Hoa Kỳ ha anh em, nằm ngoài Hoa Kỳ. Vì thế nên sẽ không thể nào nói là Ripple vi phạm mục năm đạo luật chứng khoán để bán token chứng, để bán XRP được xem là chứng khoán ở trong nước được cả. Đó, anh em nắm rõ cái này chưa mình nha. Tại vì là 14 sàn giao dịch ở bên ngoài Hoa Kỳ và đã cho phép giao dịch XRP rồi, và Ripple cũng đã thực hiện bán cái đó ở bên ngoài Hoa Kỳ rồi, nên không thể nào vi phạm mục năm của đạo luật chứng khoán Hoa Kỳ mà SEC đưa ra là bán trong nước được. Đó. Và cùng thời điểm đó thì Ripple họ cũng có đề cập đến một cái vấn đề mà nó sẽ đi đến những cái câu chuyện đến hiện tại ra sao, đó chính là về Bitcoin và Ethereum. Thì Ripple nói rằng là tại sao SEC lại coi Bitcoin và Ethereum á, là hàng hóa, không phải là chứng khoán, nhưng mà coi XRP là chứng khoán. Đó, thì lúc đó là cái vấn đề này Ripple chỉ mới chớm đỏ lên thôi. Và đứng trước những cái bằng chứng cũng như là những cái tài liệu, những cái lập luận mà Ripple đưa ra đó, thì SEC dường như SEC không có một cái phản đối nào đó nó quá là mạnh mẽ đi. Thì lúc đó SEC lại nói là SEC lại nói với thẩm phán tòa án rằng là thôi, cho tôi thêm khoảng một số thời gian nữa để tôi ngâm cứu hơn rõ về cái trường hợp này. Thì lúc đó thì tòa án đã cho phép SEC là cho phép SEC thêm 2 tháng nữa để có thể điều tra rõ hơn về cái trường hợp này. Đó, thì chúng ta đi tiếp đến tháng 7 đi. Thì tháng 7 đó thì chúng ta có một cái sự kiện trọng tâm, đó chính là thẩm phán Sharon Hepburn đó, thì ông đã bác bỏ đề nghị của SEC nhằm dập tắt việc phế truất một cựu quan chức của SEC là William Hinman ha. Thì mình để mình giải thích rõ về cái vấn đề này, tức là cái việc mà phế truất của SEC á, tức là bãi bỏ đi cái cương vị cũ, bãi bỏ đi cái vị trí mà cái người đó từng đảm nhiệm cho một cái tổ chức nào đó ha anh em. Thì mình nghĩ rằng là tại sao SEC lại muốn bãi bỏ, lại muốn phế truất ông William Hinman này. Đó, thì ông William Hinman này á, ổng là cựu quan chức của SEC, và ông này có liên quan đến một cái sự kiện rất là đặc biệt nha anh em. Tức là vào năm 2018 á, khi mà Ethereum á, bị điều tra về những cái đợt phát hành ICO của mình, cũng như là bị điều tra để xem là chứng khoán hay không, thì ông William Hinman này á, ổng đã nói rằng là Ethereum không phải là chứng khoán. Đó, ông tuyên bố là Ethereum không phải là chứng khoán. Và ông này đó vào cái thời điểm đó đó, ông là một quan chức của SEC. Đó, và ngay sau khi ông tuyên bố rằng là Ethereum không phải là chứng khoán, thì ông đã bị giám sát một cách rất là chặt chẽ bởi SEC. Và có thể rằng là cái vấn đề mà SEC á, muốn phế truất ông này đi, thì để rằng là giống như kiểu là ông đã từng tuyên bố Ethereum là không phải là chứng khoán, và hiện tại chúng tôi đang gặp một cái vấn đề đối với Ripple như vậy. Thì Ethereum và Bitcoin có thể là điểm yếu của SEC để mà Ripple có thể lập luận lại vấn đề này, và Ripple có thể yêu cầu Hinman làm chứng ha anh em, yêu cầu Hinman làm chứng, mà đặc biệt là Hinman cũng là một cựu quan chức của SEC nữa. Đó, vì thế nên SEC muốn phế truất ông này đi. Nhưng mà thật không may cho SEC, chính là thẩm phán Sharon Hepburn đã từ chối vấn đề này. Đó, thì vào tháng 7 đây là một cái điểm rất thuận lợi và một cái điểm ưu thế hơn của Ripple trong cái sự kiện dài hơi này. Thì đến tháng 8 năm 2021 đó anh em,
thì Ripple yêu cầu bằng chứng từ Binance đó. Thì anh em thấy chúng ta quay lại tháng 6 đi, tháng 6 chúng ta có yêu cầu tài liệu từ 14 sàn đúng không? Thì vào tháng 8 Ripple tiếp tục yêu cầu thêm tài liệu từ một gã khổng lồ sàn giao dịch khác, đó chính là Binance. Thì tưởng chừng cái việc yêu cầu tài liệu này á nó sẽ không đi đến đâu, nhưng mà anh em thấy đúng không, ngay sau khi Ripple yêu cầu thì thẩm phán Hoa Kỳ đó cũng lại là thẩm phán Sharon Burr thôi, thì ông đã phê duyệt cho cái việc yêu cầu này của Ripple, và Ripple sẽ truy cập được vào tài liệu của sàn giao dịch Binance để mà có thể chứng minh được là tôi bán token, tôi bán XRP ở trên các sàn giao dịch nằm ngoài Hoa Kỳ có vấn đề pháp lý đầy đủ như vậy. Vì thế không thể nào ép tôi vào cái khung pháp lý một năm đạo luật chứng khoán để mà kiện tụng tôi, để mà khởi kiện tôi vì đã bán trái phép chứng khoán ở trong nước dành cho các nhà đầu tư cả. Đó, thì đây lại là một cái điểm lợi thế khác của Ripple vào tháng 8 năm 2021. Thì hồi nãy giờ thì mình đã nói rằng là rất nhiều những cái pha đáp trả của Ripple đúng không? Nhưng mà chúng ta đã có một cái pha đáp trả khác đến từ SEC. Thì SEC yêu cầu Ripple là cung cấp đầy đủ tài liệu về Slack. Tức là anh em biết rằng là Slack là một cái nền tảng để mà những cái nhân viên nội bộ của Ripple họ gửi những cái thông tin nội bộ cho nhau đó. Thì SEC yêu cầu Ripple cung cấp đầy đủ, tại vì là những cái thông tin thuộc về cái nền tảng Slack này á, thì Ripple đã không có cung cấp đầy đủ cho SEC, mà SEC lại nghi ngờ rằng là những cái thông tin, những cái dữ liệu mà những cái nhân viên của bên phía Ripple họ trao đổi với nhau thông qua cái nền tảng Slack này thì nó lại ẩn chứa một số cái điều bí mật mà SEC chưa biết. Nó có thể là những cái điều mà nó quy định, nó vi phạm pháp lý, nó quy phạm về những cái mà SEC đưa ra để mà kiện tụng với Ripple, thì SEC yêu cầu Ripple cung cấp ha. Nhưng mà ngay sau đó anh em, ngay sau đó Ripple đã có một cái động thái rất là, mình phải nói là một cái màn đáp trả rất cực kỳ thông minh, chính là Ripple lại có một cái bằng chứng khác là Ripple nghi ngờ nhân viên của SEC giao dịch và nắm giữ XRP. Đó, thì cái sự kiện này ra sao? Sự kiện này chính là Ripple á, bên phía Ripple thì họ nói là nếu mà ok tôi có thể cung cấp cho anh những cái vấn đề về Slack này, vậy thì anh có thể cung cấp cho tôi những cái thông tin về nhân viên của SEC có giao dịch tiền mã hóa hay không, và những cái giao dịch tiền mã hóa đó phải được công khai, phải được thống kê hết, và những cái giao dịch đó liệu có giao dịch XRP hay không. Tại vì á, nếu mà SEC nói rằng là Ripple đang vi phạm về chứng khoán, XRP là chứng khoán đó, thế thì tại sao nếu mà có trường hợp những nhân viên của SEC giao dịch XRP thì đây có phải rằng là một mặt á thì SEC nói rằng là đây là vi phạm, nhưng một mặt á thì họ lại giao dịch XRP. Thì cái vấn đề mà Ripple nghi ngờ này, và Ripple nói là SEC có thể cung cấp cho Ripple rằng là những nhân viên của mình có giao dịch và có đang nắm giữ XRP hay không thông qua những cái giao dịch tiền mã hóa của họ. Thì cái vấn đề này á, thì đến hiện tại á, thì bên phía thẩm phán đó thì họ nói rằng là ok, sẽ cho SEC thời gian để mà phản ứng về cái yêu cầu này của Ripple ha anh em. Nhưng mà vào thời điểm hiện tại thì có một điều mình khá là ngạc nhiên, đó chính là về phía của SEC thì họ chưa có một cái phản ứng nào rõ ràng cụ thể về cái mối nghi ngờ này cũng như là cái yêu cầu này của Ripple cả. Thì liệu đây có phải là một cái đòn đánh tiếp theo, một cái cú giáng mạnh tiếp theo của Ripple vào SEC hay không? Đó, thì chúng ta đến tháng 9 năm 2021, vào thời điểm hiện tại đó anh em, thì chúng ta lại có một cái cuộc tấn công thứ ba của Ripple nữa. Và mình cho rằng đây là một cuộc tấn công khá là nặng đối với SEC. Tức là Ripple đã đưa ra những cái bằng chứng cụ thể rồi, và điều đó khiến SEC phải thừa nhận rằng là SEC chưa bao giờ thông báo cho những bên thứ ba rằng là họ xem XRP là chứng khoán. Đây anh em, mình sẽ cho anh em thấy đâu rồi ta? Ok, từ đợi mình tí. XRP không. Hình như cái tweet đó mình đã tắt rồi hay sao đó. Ok. Thì á, để mình giải thích cho anh em rõ hơn, tức là sao? Tức là bên phía SEC họ thừa nhận rằng là cái việc mà họ chưa có thông báo cho bất kỳ một bên ai, chưa bất kỳ một cái bên thứ ba nào xem XRP là chứng khoán. Vậy thì cái vấn đề này á, nó chỉ xảy ra giữa SEC và Ripple mà thôi, chứ họ chưa có
khẳng định đối với một cái cơ quan pháp lý nào, họ cũng chưa có khẳng định đối với một cái tổ chức uy tín nào về việc họ xem XRP là chứng khoán cả. Vậy thì dấu chấm hỏi này nó là như thế nào, đúng không? Vậy thì cái điều này á, nó sẽ mở ra cho Ripple một cái câu hỏi mà mình nghĩ rằng là khi mà xét trả lời có hoặc là không thì cũng sẽ đều là một điểm thuận lợi cho Ripple. Tức là Ripple có thể mở ra một cái trường hợp như thế này: nếu mà anh chưa bao giờ thừa nhận với bất kỳ một cái bên nào xem chúng tôi là chứng khoán, vậy thì bây giờ anh hãy trả lời đi. Cái sự việc năm 2018 khi mà anh nói rằng là Ethereum không phải là chứng khoán, và anh tuyên bố trên toàn thế giới rằng là Ethereum không phải là chứng khoán, đúng không? Vậy thì bây giờ chúng tôi moi lại, anh nói rằng XRP là chứng khoán, vậy thì Ethereum là trường hợp như thế nào đây? Nếu mà SEC thừa nhận rằng Ethereum là chứng khoán á, thì có phải rằng là SEC đã đi ngược lại với cái quyết định vào năm 2018 của mình, đúng không? Đó, tại vì năm 2018 anh em có thể rằng là William Hinman đã nói rằng Ethereum không phải là chứng khoán. Mà nếu SEC thừa nhận rằng là ok, chúng ta sẽ xem xét vấn đề này, Ethereum có thể là chứng khoán, vậy thì chẳng khác nào là gậy ông đã đập lưng ông rồi. Và nếu SEC thừa nhận rằng Ethereum không phải là chứng khoán, vậy thì nó sẽ mở ra một cái trường hợp so sánh giữa XRP và Ethereum. Đó, tại vì sao? Tại vì là nếu mà ông nói rằng là Ethereum không phải là chứng khoán, vậy thì XRP của chúng tôi cũng phải được có trường hợp như vậy chứ. Nếu xét trên một phương diện quan trọng khác, tức là Ethereum có ICO nha anh em, có ICO từ năm 2013, 2014, 2018 đều có ICO cả. Và chủ tịch cũ của SEC là Jay Clayton, ông ấy từng nói là ICO có khả năng là chứng khoán, nhưng XRP lại chưa hề có ICO. Vậy thì nếu SEC đưa ra một câu trả lời rằng có hoặc không, thì tất cả những cái trường hợp đó đều củng cố và mang là một cái điểm thuận lợi nhất cho XRP ha anh em. Đó, thì hồi nãy giờ mình cảm thấy rằng là video cũng đã khá là dài rồi, thì mình tổng hợp lại cho anh em. Với những cái diễn biến nó khá là dài hơi trong thời gian vừa qua, thì chúng ta có thể thấy được rằng là XRP đang có một số cái điểm thuận lợi nhất định đối với cái cuộc chiến này. Và trong tương lai thì mình vẫn nghiêng về cái lợi thế dành cho XRP trong cái việc thắng kiện đối với SEC, và từ đó đặt một cái nền móng vững chắc hơn đối với các nhà đầu tư rằng là XRP sẽ tiếp tục tăng trưởng nữa. Và mình nói tới đây không phải là mình là một người khuyên các nhà đầu tư nên đầu tư vào XRP, tại vì ngay chính bản thân mình không có nắm giữ một cái đồng XRP nào cả, cũng như là mình không đầu tư vào XRP. Nhưng mà với cái quan điểm cá nhân và với những cái điều mà mình đang quan sát vào thời điểm hiện tại, thì mình cảm thấy rằng là nếu mà XRP có thể tiếp tục giữ vững cái phong độ như thời điểm hiện tại bây giờ, thì cái việc thắng kiện đó chỉ là một cái vấn đề thời gian mà thôi. Và sau khi thắng kiện thì nó sẽ mở ra một cái chương mới như thế nào? Tức là khi mà bạn đã thấy á, một cái đồng coin mà nó đã vấp rất nhiều cái sự khó khăn trong quá khứ, đúng không? Vấp phải sự kiện nào, vấp phải những vụ kiện, vấp phải những cái tranh chấp pháp lý mà nó đã vượt qua được rồi, thì cái niềm tin từ các nhà đầu tư cũng như là cái mức độ phủ sóng thì nó sẽ cực kỳ kinh khủng nha anh em. Đó, tại vì lúc đó là qua những cái phong ba bão táp rồi mà nó vẫn trụ vững, thì lúc đó các nhà đầu tư cực kỳ an tâm luôn, và dòng tiền từ các nhà đầu tư họ sẽ đổ vào cái đồng XRP này ha. Và mình sẽ nói thêm về những cái lịch sử của nó đi, cũng như là một cái điểm cuối để mà mình có thể kết thúc này cho anh em. Thì á, ở đây mình xin lấy dữ liệu vào từ năm 2017 ha. Và cuối năm 2017 đó thì anh em thấy rằng là XRP đã tăng trưởng một cách rất là thần kỳ như thế nào. Chỉ trong vòng một tuần thôi anh em, đây chỉ trong vòng một tuần thôi, XRP từ vị trí là đồng coin top 4 thị trường vượt qua cả Ethereum để trở thành đồng coin top 2 thị trường ha. Đó, thì vào cái thời điểm năm 2017 này á, vào cuối năm 2017 thì Bitcap, cái thị trường Bitcap là những đồng coin top bay rất là mạnh. Và hiện tại chúng ta đang ở tháng 9 cũng như là sắp gần quý 4 năm 2021 rồi, cũng như là cuối năm rồi. Vì thế nên là với những cái diễn biến của XRP vào thời điểm hiện tại, cũng như là những cái dữ liệu xét từ trên quá khứ đối với sự phát triển của những đồng coin top, thì mình nghĩ rằng á là XRP cũng sẽ có những cái sự tăng trưởng nhất định trong năm nay. Và đặc biệt là nếu mà cái sự kiện xét được khép lại với một chiến thắng dành cho XRP, thì mình nghĩ rằng là XRP có thể quay trở lại đỉnh cũ, thậm chí là vượt qua đỉnh cũ để tiến tới một cái cục mốc mới trong tương lai ha. Ok, vậy thì
Vậy thì cái video của mình á, đến đây thì cũng đã khá là dài rồi và mình cũng xin kết thúc tại đây. Thì mình rất cảm ơn anh em đã cùng đồng hành với mình trong một cái câu chuyện XRP cực kỳ dài hơi cùng hàng loạt những cái sự kiện hồi nãy giờ mình chia sẻ đến cho anh em. Và hy vọng rằng là những cái thông tin của mình là cái thông tin có thể mang đến cho em một anh em những cái nhìn tổng quan nhất, cũng như là những cái kiến thức có thể hữu ích cho anh em. Nếu anh em thấy hay á, thì anh em có thể đăng ký và comment những cái quan điểm về XRP trong thời gian sắp tới sẽ như thế nào ở phần bình luận bên dưới video ha. Thì những cái bình luận cũng như là những cái đăng ký cũng như là những cái nút like của anh em chính là một cái nguồn động lực to lớn để đội ngũ Co 68 cũng như là riêng cá nhân mình có thể tiếp tục phát triển cũng như là tiếp tục ra những video hữu ích đến cho anh em. Ok, xin cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em tại những video sau nha. Bye bye.